Cần vòng hoa thơm cho vòng hoa thơm, cần giường chiếu cho giường chiếu, cần nhà cửa cho nhà cửa, cần của cải gạo thóc cho của cải gạo thóc, cần chân bào cho chân bào, cần đồ tốt đẹp cho đồ tốt đẹp, cần đầy tớ cho đầy tớ, vân vân. Cần những vật gì cũng đều đem cho hết, siêng năng tu các việc thiện, chỉ dạy đoạn trừ các điều ác, giúp họ chứng đắc niết bàn thường vui. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có đại bồ tát hóa thân giống như Phật, khắp trong địa ngục bàng sanh ngạ quỷ trời người, tùy theo âm thanh tường lại mà nói chánh pháp để họ đạt được lợi ích an vui thù thắng. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có đại bồ tát an trụ sáu ba la mật đa, hóa thân giống như Phật đi khắp hằng hà sa số thế giới chư Phật trong mười phương, vì các hữu tình mà giảng nói chánh pháp, làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chánh pháp của chư Phật thuyết, nắm lấy hết tướng thanh tịnh tối thắng vô thượng của cõi Phật, rồi tự tạo cho mình cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh tối thắng vô thượng, trong đó an trí các Bồ Tát vào nhất sanh bồ xứ, để cho họ mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà họ mong cầu. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có đại bồ tát tu hành sáu pháp ba la mật đa, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân thể, các căn lành lợi thanh tịnh không ai bằng, chúng sanh nào thấy cũng đều kính mến. Đại bồ tát ấy lần lượt giáo hóa khiến mau chứng đắc niết bàn của tam thừa. Như vậy này Xá Lợi Tử, các đại bồ tát nên học làm thanh tịnh nghiệp của thân khẩu ý để làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có đại bồ tát tùy hành sáu pháp ba la mật đa, tuy được các căn lanh lợi tối thắng nhưng không khinh khi coi thường người khác. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có đại bồ tát từ lúc mới phát tâm luôn sống trong bố thí, chỉ giới an nhẫn,